các bạn ha, mình đang có mặt ở quán xôi. Xôi này là xôi lá sen ha. Đó. Ở phía sau mọi người đang bán xôi. Quán này ở số 35 đường Ngô Thị Thu Minh, phường 2 quận Tân Bình ha. Ngay đường Phạm Văn Hai với Ngô Thị Thu Minh nha. Rồi mình sẽ coi hai cô chú này bán xôi trong suốt buổi sáng này nha. Để lát thêm 20 xôi này nha. 20 không hay 20 đầy đủ xôi không thôi cho cháu. Rồi 20 là xôi không xôi. Chỉ là một xéo một bốm à? Em này đi. Cái này là xôi xéo, xôi xéo, xôi xéo. Này nó mày quay quay đó. Hả? Bán kia. Cái chú con của cô. Không, cái chú là đứa anh của cô. Con của chú kia. Dạ hả? Cô hay mua ở đây không? Cô gần đây. Dạ. Thấy chất lượng sao cô ha? Ngon, rẻ. Vâng. Dạ. Anh lâu lâu nó đấu bụng lắm, nó đấu nhiều lắm rồi. Chưa nhiều. Thỉnh thoảng nó đấu bụng, nó đấu nhiều lắm rồi. Cô bán rẻ thật, có 10 ngàn thôi. Giờ mà còn 10 ngàn là rẻ lắm. Xôi lá sen mà có 10 ngàn một phần thôi các bạn nha. Dạ. Mình sẽ coi cô làm xôi. Đây, chú đã ra phục cô rồi. Hai gói đang một xéo quá. Mấy gói, đi. Chị ăn xôi gì nè? Một xéo hai bắp mà bắp ngọt để thêm đường nha. Hai ăn thì ăn xôi gì? Có xôi xéo, xôi bắp. Nửa xéo nửa bắp. Rồi. Bây giờ cứ nửa xéo nửa bắp bốn gói. Không ăn dầu, không ăn thịt. Hai bắp ngọt thêm đường. 20 thôi. Còn có này kìa. Tiền thôi. Đây có tiền. Cô hay ăn ở đây không cô? Cô hay ăn. Hôm nay ăn lắm. Dạ. Hôm nay là ít người lắm. Và con quay cơ đi xíu. Hôm nay là vắng nó, mọi bữa là sẽ hàng đông lắm. Chắc giờ hơi trễ rồi hả cô hay sao? Tùy từng thời điểm, hôm nay ngày thứ bảy chủ nhật người ta không có đi làm. Không ngày đi làm mà em ơi, đứng chờ lâu lắm. Còn chờ không anh ơi? Hết rồi ạ. Đậu xanh là được hoán cục. Hai bắp ngọt lên nè. Dạ chứ. Hai ngọt lên bộ xéo này. Có chú phụ cô cho nhanh. Càng lúc càng đông khách các bạn. Đây,
anh có một bánh trước. Hai xéo bánh trước là xéo bánh. Cho một xéo, một xéo hay như này không đẹp. Xôi cốm nha các bạn. Xôi bát không có của không hay không. Hai xéo à? Xôi của anh ngồi xôi ngô đi. Đấy, xôi ngô thì cũng làm sẵn rồi. Tay mày là nói luôn. Để đây đang hỏi. Về đây anh đang đứng là xôi ăn ăn xôi dầm đấy. Xôi ngô nha. Ngô à. Ở 35 Ngô Thị Thu Minh nha các bạn. Ở đây là phường 2 quận Tân Bình. Không ai. Cho ăn không được.